này là đập cao hơn của hổm chừng 2-3 tấc luôn, dữ lắm. Cô chú thì bạn nhìn cái xe nè, nhìn cái máy xe của Linh nè, nó giăng hồi nãy giờ ướt quần Linh luôn rồi đó. Nhìn cái máy xe nè, nó ngập sâu trong nước luôn, thấy không? Bạn bỏ bao nhiêu tiền để bạn đi hát cái xe lại, bạn nói tôi vô đây câu view, con đi kiếm tiền, có bao nhiêu tiền đâu, nói không suy nghĩ. Đây là chỗ gần Bắc Sinh Nam này cả nhà, mênh mông luôn ha. Cái này là rất hiếm khi mà nhìn thấy cả nhà. Linh quay rất là nhiều năm nhưng mà chưa thấy lần nào mà nó ngập ở đây sâu vậy, quá trời luôn. Cô chú anh chị bạn nhìn nước ngập nè. Nói chung là rất hiếm khi mà Linh thấy cái cảnh này cả nhà. Thường thường nó quay ở phường 5, bữa hổm quay phường 8, phường 5 được nâng lên số đường rồi, nhưng mà ở phường 4 là ít khi nào bị cả nhà, quá trời mênh mông luôn nè. Thì chứng tỏ cái mực nước nó rất là cao luôn á. Cô chú chị các bạn nhìn nè, thấy khủng ơi, khiếp không? Ngay nhân chỗ Bắc Sĩ Nam luôn nè, nước đen tịnh luôn nha. Linh nói quay cái này là hy sinh, cái mấy người lấy vô nói hy sinh gì, không tin mấy ông giỏi, mấy ông đi quay đi. Nhiều khi Linh quay bội cả nhà, quay chia sẻ lên cái bị nó vô nó chửi mà nó không nhìn vấn đề cả nhà. Nước dơ thế này nè, ai muốn đi quay. Hồi nãy trước khi mà cầm cái máy lên, Linh nghĩ là Linh sẽ quay bình thường thôi, nhưng mà nghe những cái bình luận bức xúc của video trước cả nhà, thì khi mình không giữ được cảm xúc á, nhiều khi mình muốn đấu khẩu với những người đó luôn á. Bởi vì nhiều khi mình làm gì nó tốt quá thì nó không có được giống như bị người ta ghét cả nhà. Mình làm gì cuộc sống á, trong cuộc sống mình làm gì tốt quá là người ta sẽ ghét mình á. Cô chú chị bạn nhìn nè, mênh mông luôn. Đây là vùng tư cả nhà, đây là một cái tuyến đường rất là cao luôn á, nó ngập cỡ đó đó. Mình phải cố gắng giữ cái ta lái mới được, để thôi nó sống nó dập nó ngã xe cả nhà. Ồ, vùng tư nè cả nhà. Ồ, cái này Linh nói là ngập lịch sử luôn á. Thầy Linh rất là nhiều năm kinh nghiệm đi quay nước ngập ở Cà Mau rồi, chưa khi nào Linh thấy vùng tư ngập cỡ đó cả nhà, khủng khiếp chưa, quá trời. Đây là những cái tuyến đường rất là cao ở phường tư cả nhà. Rồi Linh nói phường tư mà ngập rồi là mấy phường kia phải xem như xong phim thôi, phường 8 sẽ còn nặng nề hơn đó cả nhà. Linh nghĩ cái bữa mà Linh quay phường 8 mà ngập á là có khi là cái đường này chưa ngập đó, mà hôm nay là cái đường này ngập luôn cả nhà. Đây là đường Lý Bôn của phường tư nha. Đó, bây giờ thì ở cuối video Linh sẽ giải thích tại sao mà Linh làm đúng khi mà quay nước ngập, mà những cái khán giả, nói chung là những cái người mà không đàng hoàng á, họ vô họ bình luận kiểu chửi mình đó cả nhà. Phải nói là lần đầu tiên mà Linh thấy cái cảnh này cả nhà. Trong rất là nhiều năm mà quay nước ngập thì ít khi nào mà ở vùng tươi ngập cả nhà, quá trời luôn. Cái này nó ngập lên lề luôn nha. Cô chú các bạn nhìn kìa, nó ngập tới hàng ba luôn, nhập nguyên cái lề luôn á. Hàng ba luôn mà xe nửa bánh xe nè. Nhìn ghê không? Quá xáo luôn. Bởi vì nói là nếu mà phường tư ngập cỡ này nè, thì những cái phường khác á là phải nói là ngập dữ luôn á. Đặc biệt là cái phường 8 hổm Linh quay á, cái đường hổm Linh quay á, ngập dữ luôn á. Cái này thì nó cũng bởi Linh nói cái này đi quay thì nó hơi mạo hiểm mà không chịu công nhận. Cô chú thì bạn mình cứ hình dung nếu mình đi mà lỡ như cái cống á, cái cống lúc nào không phải là cái lúc nào cái nắp cống nó cũng đèn được đầy chang gì đâu. Khi mà nước ngập với cô chú bạn, thì khi nó bể hoặc là sụp cống vậy đó, cái mặt cống á, nó sẽ rơi xuống dưới á, mình chạy sụp cống cái là rất nguy hiểm. Mà tôi nói á, thì lại không nghe, tôi nói là đi quay rất nguy hiểm, không chịu nghe. Nước rất là dơ, mà tôi sử dụng cái từ hy sinh vô á thì lại không chịu. Nói chung là đúng ra, nếu đúng ra nó thẳng ra là không phải trả lời những cái bọn ác đó, nhưng mình làm có tâm cho nên mình cố gắng mình giải thích cho họ hiểu thôi. Chứ thật ra Linh biết những khán giả nào mà đã coi cái kênh, coi cái video tôi làm á, thì người ta rất là trân trọng, mà người ta không nói gì chứ á. Nhưng
Nhưng mà những cái người mà sân si á, cứ vô là soi mói sân si này nọ đủ thứ hết trơn nha. Có mấy em nhỏ ra tắm luôn nè, nước rất là dơ nha, nước rất là dơ luôn rồi mà ra tắm nè, quá trời. Ô quậy gì đó, chú quậy gì vậy, quay về lớp quá trời, nước dơ cả nhà, nhỏ ra tắm đó cả nhà. Cái đường này nè, quá trời nó mênh mông rồi, nước đen kịch dơ hay nha. Tôi nói mấy người bình luận chửi tôi là nước này không dám chạy ra lộ đó, chứ đừng có nói mà ở đó mà hy sinh không hy sinh. Tôi nghĩ trong tương lai là cho phải làm hay nâng cấp á cả nhà. Nhưng mà bây giờ nếu mà đường này nâng cấp á thì dẫn đến là nhà ở hai bên này cả nhà thì nó sẽ bị giống như nó bị thấp á cả nhà, giống như là cái lộ nó sẽ cao hơn cái nhà rất là cao luôn á. Nếu mà nâng cấp cái đường này nếu mà nâng lên thì nâng lên cỡ từ 6 cấp trở lên thì dẫn đến là ở trong nhà nó sẽ rất thấp cả nhà. Nhưng mà Linh nghĩ về lâu về dài chắc cũng phải nâng rồi cả nhà. Một năm thì lúc nào nó cũng có khoảng chừng 2 tháng đó nha, cái tình trạng nước ngập nó diễn ra khoảng 2 tháng nha, ngay cái mùa mưa cả nhà. Chỗ này rất là thấp nha, chỗ cái gần cái lúc còn mới xuống nè, rất là thấp nha, nước ở đây mênh mông nè. Ở vườn 2 thì chắc có thể cái chỗ này học sâu nhất của ta. Tôi nghĩ là mình có thể dựa vào cái video của Linh để mình can những cái chỗ nào cần nâng cấp lên đó cả nhà. Đặc biệt là chỗ này là cần đó cả nhà, chỗ này học sâu nè. Bây giờ thì Linh sẽ dòng qua cái đường tiếp theo là đường gì ta, quá trời cả nhà, học sâu lắm đây nè. Nó lé lên tới mí lộ luôn nè, tới mí lè cho lộn, bí lề mà nó bí lộ. Đây là ngay chân nhỏ ngã tư nè cả nhà. Hiện tại là cảnh sát giao thông là đang điều tiết giao thông đó cả nhà. Quá trời ngập luôn nha. Nè cả nhà, xe là nửa bánh xe hết rồi cả nhà. Rồi, bữa nay là mấy anh giao thông khổ cái vụ ngập này rồi. Bây giờ thì Linh sẽ chạy vòng qua đây để cho cô chú anh chị bạn nhìn toàn cảnh nha cả nhà. Chỗ này ngập rất là sâu nha. Thì bởi vì nãy Linh nói là ở phường tư mà ngập thì mấy đường bên đây thì xem như là xong, không thể nào không ngập được, quá trời cao rồi. Đây là cái nhà nó từ cái con lộ dưới cái lề của công viên này nè, chắc cỡ 2 tấc á, mà bây giờ nó lé lên cái lề nè, ngập mênh mông hết trơn cả nhà, quá trời ơi. Đây là ngọc hết trơn nè, mênh mông hết trơn luôn. Rồi sau đó là kẹt xe nữa cả nhà, quá xá rồi. Ngọc rồi ba cái sình bụng nó đẩy lên đây dơ quá trời dơ cả nhà, dơ công viên luôn nè. Quá trời ơi. Nhờ một cái cảnh tượng lênh láng luôn. Đây là một cái mức ngập là lịch sử á cả nhà. Tôi nói là phường tư mà ngập là lịch sử á. Tại vì thường thường ít khi mà phường tư nó bị ngập cả nhà. Bây giờ kẹt xe dữ rồi. Đây nè cả nhà. Tính chạy tới chỗ cái gần chỗ Nguyễn Kim nè. Chân chỗ ngã tư cả nhà. Ở đây thì nước ngập cũng mênh mông ha, và đang kẹt xe cả nhà. Đi thì người ta chạy luôn cả nhà, đi luôn về qua đó ha. Chỗ này rất là sâu cả nhà, và đang kẹt xe rất nghiêm trọng cả nhà, quá xá luôn, nước dâng lên lộ nè, ở dưới là hơn nửa bánh xe cả nhà, xe nào mà chạy yếu quá là chết máy cả nhà. Ở dưới lộ ngập, chỗ đó ngập dữ lắm, quá xá rồi, nước đen kịt nè cả nhà. Đây nè, nguyên một dãy nè cả nhà, quá xá rồi.
nước ngập lên đây là mênh mông hết trơn. Hồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ đó cả nhà. Chỗ này là bị quá trời sâu luôn đó cả nhà. Chỗ này là vướng nhiều xe chết máy luôn nè. Xe chết máy dẫn nhóc luôn đó cả nhà. Chỗ này nó bị trũng cả nhà. Cho nên là nó ngập hơn nửa bánh xe luôn á. Những cái xe mà bô pháp đó cả nhà. Chạy xuống đó dẫn bộ hết trơn kìa. Đó có mấy em đó là đang dẫn bộ kìa. Hai em gái đang dẫn bộ cả nhà. Quá trời chỗ này ngập rồi. Mênh mông luôn. Nước rất là dơ nha cả nhà. Bởi vì nói lên Linh nói là đi quay cái này là hy sinh. Không chịu công nhận. Nói có gì đâu hy sinh. Mấy ông giỏi ra mấy ông quay thử coi. Nước rất là dơ cả nhà. Ở đây ngập dữ lắm nè. Chỗ này là chỗ này nè. Đây chăn chỗ cái hai cục điện này nè. Mênh mông hết trơn luôn. Cái xe nào mà bô thấp chạy vô đây là dướng nè cả nhà. Chạy vô là dẫn luôn á. Quá trời à. Quá trời nó kẹt xe rồi cả nhà. Bây giờ là cô chú chị bạn nhìn thấy ở chỗ đó kìa. Dẫn bộ nhóc luôn. Chỗ mấy anh giao thông đang đứng đó. Mấy anh công an đang đứng đó là chỗ đó là nó sâu quá đó. Cho nên là mấy anh đứng đó kêu đừng chạy vô đó. Xe mà yếu chạy vô đó là dính cửa cả nhà. Dẫn bộ hết luôn. Là hồi nãy giờ có chục chiếc xe dẫn bộ đó cả nhà. À, đây là có một cái chiếc xe limousine nè cả nhà. À, 20 phòng hay phòng VIP. À, xe này thì cái giá nó ấy hơn cả nhà, nó cao hơn rồi nó có máy lạnh nữa cả nhà. Có con gái này đang lên chỗ này. Lên không nổi rồi. Quá trời rồi cả nhà. Ngay cái giờ cao điểm cái giờ này 4 giờ mấy rồi cả nhà, ngay giờ tan ca nữa cả nhà. Ngay nước ngập mà thêm một cái là xe nó ra nhiều nữa. Quá trời chỗ này à. Linh cũng không hình dung được cái tình trạng nó là cái gì cả nhà. Mình nghĩ là chắc phải có những cái giải pháp gì đó cả nhà. Cả nhà, hồi nãy giờ là ở đây là cả tiếng đồng hồ đó cả nhà. Cái gốc ở chỗ này nè, nó gặp rất là sâu á, chỗ mấy anh công an đang đứng đó kìa. Một số bạn trẻ ra ngoài đó ngoắt xe nữa kìa. Hình như là kêu đừng có chạy vô cái phía đó. Quá trời. À, có cái chiếc cúc này chắc chết quá ta. Ngập cái bô luôn mà nó chạy cả nhà. Ngập cái bô luôn, cái bô nằm trong nước nó lộn cuộn kìa. Chiếc cúc đó là dễ bị chết máy. Ngập cái bô trong nước luôn. Quá trời. Hơn tiếng đồng hồ đó cả nhà. Xe nào mà cái buggy mà nó yếu quá là bị dướng cửa cả nhà. Dướng cửa.
có tiếng đồng hồ mà xe đây nó cũng còn lũ lượt hết cả nhà. Quá trời, ngay cái giờ tan tầm. Hiện tại là chuẩn bị tới Trung Thu rồi nè cả nhà. Ở đây là quầy bán bánh Trung Thu nè cả nhà. Đây quầy bán bánh Trung Thu nè. Rồi nước nó ngập nó văng cho nên người ta che tấm bì xu ở đây luôn nè. Che cái tấm bì xu ở văng đây nè. Mưa rồi đó. Quá trời nó ngập rồi. Chỗ này là nó có cái hủng này quá trời sâu luôn. Cô chú chị bạn nhìn là đằng kia kìa, cái xe đó nó ngập hơn nửa bánh xe kìa. Hơn nửa bánh xe luôn á. Ngay chăng chỗ cái gốc này cả nhà. Vậy khả năng mình sẽ nâng cái đoạn này cả nhà, nâng cái đoạn từ cái dốc cầu Gành Hào á cả nhà tới ngã tư này cả nhà, nâng cao lên chút tại vì hiện tại nó đang bị thấp mà cái tuyến đường này thì là nó là cái tuyến đường chính đó cả nhà. Tuyến đường này là tuyến đường giao thông chính thông với quốc lộ 1A cả nhà, cho nên là cái lưu lượng xe nó rất là nhiều. Quá trời. Và tình trạng nó diễn ra là cái con đường phía bên đây là còn di chuyển được, bên con đường bên kia là đứng hình luôn đó nha. Xe tải tổ 4 màu xanh nó đang đậu đây luôn nè. Bên kia là di chuyển rất là chậm luôn nha. Rất là chậm luôn. Và bên kia là cái lượng xe nó nhiều nữa. Có cái cô này dẫn cái chiếc xe cúp này cả nhà, cuối cùng chạy được không mà cô chắc không mạo hiểm là dẫn luôn rồi. Quá trời, chỗ này nó ngập dữ lắm đó cả nhà, nhìn chiếc xe kìa, đó chỗ này nè, nó hơn nửa bánh con đó, chạy tới chỗ này dễ chết máy lắm, đó chết máy rồi thấy không? Chiếc quay đó sững trong nước kìa, có mấy chiếc xe đẩy lên lề kìa, đó em trai đã đẩy lên lề kìa, chỗ đó nước sâu lắm cả nhà, chết máy rồi, quẹo lên đó quá trời luôn rồi. Vậy là cái chỗ này nè cả nhà, chỗ này ha, chỗ Linh đang đứng quay nè, có hai trụ điện đây nè ha, chỗ này là cô chú anh chị các bạn chạy tấp sát vô trong cái lề chỗ mấy cây đó, sát vô con lương á, chứ nếu chạy về phía này là nước rất là sâu nha và chết máy á. Cái xe bô cao thì còn đỡ mà bô thấp mấy chiếc quay, mấy chiếc đồ rim rồi đó là chạy vô chết máy nha. Rồi bây giờ Linh sẽ quay cô chú chị bạn coi một vòng nữa, sau đó là Linh di chuyển tiếp nè cả nhà. Nước ở đây rất là dơ cả nhà, bởi vì cố gắng giải thích hoài mà coi không hiểu, nói tôi vô chửi cửa tôi không à, nước rất là dơ. Bây giờ mấy ông ngon, mấy ông ra mấy ông quay đi nè, nước này dơ nè, mấy ông ra mấy ông quay đi đó, nước mà nhìn muốn ói luôn á, ra quay đi. Cả nhà ngay chân cái chỗ này nè cả nhà, mình mới di chuyển qua nè, chỗ này là nước rất là sâu nè, nó chảy cuộn luôn cả nhà, chạy lên cái đoạn này giống như mình vượt đèo vượt sóng vậy, xe chết máy nhóc luôn. Ngay chân chỗ này nè cả nhà, ngay chân chỗ phường 7 dốc cầu Gành Hào nè, nó từ cái mí chân cầu này nè cả nhà tới chỗ cái tượng đài đó, Linh nghĩ là mình phải nâng cấp lên cao lên đó cả nhà. Lập xe đi chơi phải đơn giản, dân nước mênh mông đó cả nhà.
cái đường này nói rằng là cái đường này là thấp nhất ở Cà Mau nè, nếu mà cái đường nào mà cần nâng cấp thì đó là cái đường này nè, quá cao luôn cả nhà. Và cái việc mà mình di chuyển trên một con đường mà mình không quen đường cả nhà là mình cũng dễ bị sụp những cái ổ gà cả nhà. Xe này nó đảo qua cũng dễ bị sụp những cái ổ gà cả nhà, đó là điều đương nhiên á, tại vì cái đường 8 này lên đến chạy lắm, lâu lâu mới chạy một lần thôi, cho nên mình cũng không quen đường, không biết chỗ nào ổ gà, chỗ nào ổ voi nữa, rất là sâu luôn cả nhà, đập mênh mông luôn. Này là đập cao hơn của hổm chừng 2-3 tấc luôn, dữ lắm. Cô chú thì bạn nhìn cái xe nè, nhìn cái máy xe của Linh nè, nó dằn hồi nãy giờ ướt quần Linh xong rồi đó, nhìn cái máy xe nè, nó ngập sâu trong nước luôn, thấy không? Bạn bỏ bao nhiêu tiền để bạn đi hán cái xe lại, bạn nói tôi vô đây câu view, con đi kiếm tiền, không bao nhiêu tiền đâu, nói không suy nghĩ. Rồi tôi nói thêm một cái nữa nè, cái video lần trước tôi quay là tôi bấm máy từ phần 9 tôi dài phần 8 tôi không tắt video luôn đó. Vậy thì có phải là tôi quay tổng thể không? Mấy người hay quá ha, người vô, người chửi tôi hay quá ha. Có phải tôi quay tổng thể không? Có phải là tôi đã quay là không cắt ghép không? Vậy mà còn không thấy được ý nghĩa của video mà vô sầm sàm nữa. Tôi ghét mấy người đó lắm. Tôi nãy tôi giải thích cái ý hồi nãy rồi đó, tôi nói hồi xưa tôi hiền lắm, xưa ai nói gì tôi không có phản pháo trả lời đâu, nhưng mà sau này tôi thấy lại là mình càng hiền á, nhảy đầu mình ngồi chảnh cả nhà đó, xã hội nó vậy đó, mình hiền quá nhảy đầu mình ngồi chảnh, nó nói mình vậy mình không nói lại đó, cái mơ mốt vô chửi mình rồi đó, không biết lý do gì nữa. Tôi nói đơn giản là bạn thích một video bạn vô bạn coi, bạn không thích bạn đi ra, tôi nói thẳng vậy đó. Mà không có lý do thì phải chỉ chửi tôi hết, trừ khi nào mà tôi làm gì vi phạm pháp luật hoặc là tôi làm gì đó